Nếu Việt Nam cho Trung Quốc thuê cảng Cam Ranh, đó là phúc hay họa cho Việt Nam? Kính thưa quý vị và các bạn. Trung Quốc từ lâu đã không che giấu tham vọng kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, từ đất liền cho đến biển đảo. Gần đây, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm tới Trung Quốc và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến đi này kết thúc thành công với nhiều văn kiện được ký kết và dự án được triển khai. Đặc biệt, chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra một đề nghị bất ngờ, khiến cả hội trường ngỡ ngàng. Trung Quốc mong muốn thuê lại cảng Cam Ranh, một quân cảng chiến lược mà Việt Nam vẫn sử dụng để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Trước lời đề nghị này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một quyết định làm Trung Quốc bất ngờ. Cảng Cam Ranh với vai trò quan trọng trong lịch sử chiến tranh Việt Nam là một quân cảng chiến lược về mặt địa lý hàng hải và có vị thế lịch sử độc đáo. Tạp chí tuần tin tức của Trung Quân Quốc từng rằng ai kiểm soát Vịnh Cam Ranh sẽ kiểm soát một nửa Trung Quốc và tuyến đường giao thông biển Á Âu. Chính vì tầm quan trọng của cảng Cam Ranh, nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc đều muốn hợp tác với Việt Nam để sử dụng nó. Chuyến thăm của Tổng bí thư Tô Lâm không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà còn là điểm nóng của những toan tính chính trị. Mỗi cái bắt tay, mỗi ánh mắt trong phòng họp kín đều chứa đựng thông điệp mạnh mẽ và chiến lược sâu xa. Trong bầu không khí căng thẳng, Mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của cả hai quốc gia và khu vực. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra đề nghị thuê cảng Cam Ranh, nó vang lên như tiếng sét giữa trời quang, khiến không khí trong phòng trở nên ngưng động. Đây không chỉ là một lời mời mà còn là thông điệp đầy tính toán, thể hiện sự quyết đoán và tham vọng của Trung Quốc trong việc kiểm soát biển Đông. Cảng Cam Ranh, trái tim của hệ thống phòng thủ biển của Việt Nam, là vị trí chiến lược không chỉ đối với việt nam mà còn toàn khu vực đông nam á trung quốc không chỉ muốn gia tăng ảnh hưởng tại biển đông mà còn muốn kiểm soát dòng chảy thương mại và quân sự quan trọng nhất khu vực đề nghị này không chỉ gây chấn động đối với phái đoàn việt nam mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ đến toàn thế giới rằng trung quốc không chỉ muốn thống trị biển đông mà còn muốn kiểm soát tương lai của khu vực hiện nay tổng bí thư tô lâm đang phải đối mặt với một quyết định mang tính lịch sử, có thể thay đổi vận mệnh của đất nước và khu vực Đông Nam Á. Cảng Cam Ranh không chỉ là một cảng biển trên bản đồ Việt Nam mà còn là viên ngọc chiến lược quý giá nằm dọc bờ biển miền Trung với vị trí địa lý độc nhất vô nhị. Nơi đây không chỉ thu hút sự quan tâm của các quốc gia mà còn kích thích tham vọng của nhiều cường quốc hải quân toàn cầu. Những con sóng vỗ về bờ cát tại Cam Ranh không chỉ là biểu tượng của thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là minh chứng cho vị trí chiến lược quan trọng mà mọi quốc gia muốn kiểm soát biển Đông đều phải hướng tới. Đề nghị của Trung Quốc về việc thuê cảng Cam Ranh phản ánh sự tính toán chiến lược sâu xa và quyết tâm của Trung Quốc trong việc kiểm soát biển Đông. Cảng Cam Ranh giữ vai trò quan trọng không chỉ về mặt địa lý mà còn về mặt chiến lược trong việc bảo vệ và kiểm soát tuyến đường biển quan trọng. Quyết định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong tình huống này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai quốc gia mà còn có thể tác động lớn đến tình hình chính trị và an ninh khu vực Đông Nam Á. Trong quá khứ, cả Nga lẫn Hoa Kỳ đều đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cảng Cam Ranh, nhận thấy tiềm năng quân sự và chiến lược của nó. Ai nắm giữ được cảng này sẽ có khả năng kiểm soát hoạt động tại một trong những vùng biển quan trọng nhất thế giới về thương mại và quân sự. Hiện nay, với tham vọng rõ ràng của mình chủ tịch tập cận bình đã thẳng thắn đề xuất với việt nam rằng trung quốc muốn thuê cảng cam ranh tuy nhiên đằng sau lời đề nghị hợp tác này là gì đây không chỉ đơn thuần là một cuộc đàm phán kinh tế đối với trung quốc việc thuê cảng cam ranh không chỉ nhằm mở rộng thương mại hay đầu tư mà còn là một bước đi chiến lược quan trọng trong ván cờ địa chính trị mà bắc kinh đang chơi kiểm soát cảng cam ranh sẽ giúp Trung Quốc dễ dàng triển khai lực lượng quân sự, mở rộng tầm ảnh hưởng và thậm chí sử dụng nó như một căn cứ tiền tuyến trong các hoạt động quân sự tại Biển Đông. Đằng sau những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư khổng lồ và hỗ trợ kinh tế là nguy cơ làm thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực trong khu vực. Nếu Việt Nam đồng ý cho Trung Quốc thuê cảng Cam Ranh, trước mắt có thể thu về những lợi ích lớn như các khoản đầu tư từ Trung Quốc sẽ giúp nâng cấp hạ tầng cơ sở và thúc đẩy phát triển kinh tế. Những thỏa thuận hợp tác chiến lược với một nền kinh tế lớn như Trung Quốc có thể mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, giá phải trả cho sự đánh đổi này có thể là Việt Nam mất đi quyền kiểm soát độc lập và tự quyết về an ninh quốc phòng trong khu vực. Sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc có thể biến Cam Ranh thành một căn cứ quân sự của Trung Quốc ngay trên đất Việt Nam nghe gây bất mãn trong lòng người dân và tạo ra sự dạn nứt trong quan hệ với các đối tác quan trọng khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Ngược lại, nếu Việt Nam từ chối đề nghị này, đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ rằng đất nước không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, đặc biệt là từ một quốc gia có lịch sử tranh chấp với mình. Quyết định từ chối sẽ củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền rằng Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, từ chối cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với những áp lực kinh tế và chính trị từ Trung Quốc, quốc gia mà Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều mặt. Dù quyết định nào được đưa ra, cả hai đều mang theo những hệ quả khó lường. Lựa chọn giữa lợi ích trước mắt và cái giá dài hạn là một bài toán nan giải mà phái đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm phải đối mặt. Toàn khu vực đang theo dõi chặt chẽ và tương lai của biển Đông có thể sẽ được định hình từ quyết định này. Lời đề nghị của chủ tịch Tập Cận Bình về việc thuê cảng Cam Ranh không phải là hành động bất ngờ, mà là kết quả của một chiến lược được tính toán tỉ mỉ và đầy tham vọng. Trung Quốc, với mục tiêu không chỉ trở thành siêu cường khu vực mà còn thống trị toàn cầu, đang từng bước khẳng định quyền lực của mình tại Đông Nam Á, nơi Biển Đông đóng vai trò trung tâm chiến lược. Biển Đông, với nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt khổng lồ, và là tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, từ lâu đã là sân chơi của các cường quốc lớn. Trung Quốc với sự quyết liệt và không khoan nhượng, đã không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện để củng cố yêu sách chủ quyền của mình tại khu vực này, từ việc xây dựng các đảo nhân tạo, triển khai lực lượng quân sự, cho đến việc tạo áp lực ngoại giao với các nước láng giềng. Nhưng Cam Danh không chỉ là một cảng biển, nó là một chìa khóa quan trọng trong cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát Biển Đông. Việc Trung Quốc có khả năng tiếp cận và kiểm soát cảng Cam Ranh không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa tham vọng của Bắc Kinh mà còn là một cú sốc lớn đối với toàn bộ cục diện khu vực. Từ Cam Ranh, Trung Quốc sẽ có thể triển khai sức mạnh quân sự một cách nhanh chóng và hiệu quả, đe dọa đến lợi ích của các quốc gia ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Hãy hình dung một kịch bản trong đó một đội tàu chiến đồ sộ của Trung Quốc, được trang bị những vũ khí tiên tiến nhất, neo đậu tại Cam Ranh từ đây trung quốc có thể dễ dàng tiếp cận các tuyến đường hàng hải quan trọng tạo ra áp lực lên các nước láng giềng và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ động thái nào của các quốc gia khác việc thuê cảng cam ranh sẽ không chỉ cho phép trung quốc kiểm soát biển đông mà còn mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ khu vực đông nam á mà sự cạnh tranh sự cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc ngày càng trở nên gay gắt tuy nhiên điều này đi kèm với những hậu quả nguy hiểm trung quốc có thể gia tăng sức ép lên việt nam biến việt nam thành bàn đạp cho các hoạt động quân sự và ngoại giao của mình các nước như hoa kỳ nhật bản và ấn độ những quốc gia luôn lo ngại trước sự bành trướng của trung quốc sẽ không đứng yên sự hiện diện của trung quốc tại cam ranh sẽ kích hoạt một chuỗi phản ứng từ các cường quốc khác dẫn đến những căng thẳng và xung đột mới trong khu vực với bước đi chiến lược này trung quốc không chỉ muốn kiểm soát biển đông mà còn tìm cách định hình tương lai của toàn bộ khu vực đông nam á đề nghị thuê cảng cam ranh chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn của tham vọng này khi chủ tịch tập cận bình đưa ra đề nghị thuê cảng cam ranh tổng bí thư tô lâm và phái đoàn việt nam phải đối mặt với một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của họ đây không chỉ là một cuộc đàm phán ngoại giao mà còn là một bài toán nan giải đòi hỏi sự cân nhắc tỉ mỉ và tầm nhìn chiến lược sâu sắc lựa chọn đầu tiên là đồng ý với đề nghị của trung quốc bên ngoài đề nghị này có thể mở ra cơ hội hợp tác kinh tế khổng lồ quốc với sức mạnh tài chính và ảnh hưởng quốc tế có thể mang lại những khoản đầu tư lớn tạo điều kiện cho việt nam phát triển hạ tầng và nâng cao vị thế kinh tế trong khu vực những lời hứa hẹn về việc xây dựng các cơ sở hạ tầng hiện đại hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy thương mại song phương chắc chắn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, cái giá của việc đồng ý không hề nhỏ. Một khi cánh cửa cam ranh mở ra cho Trung Quốc, sự độc lập và tự chủ của Việt Nam trong việc kiểm soát an ninh quốc gia và bảo vệ lãnh thổ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Trung Quốc với tham vọng bành trướng rõ ràng không chỉ muốn một vị trí chiến lược mà còn tìm cách khẳng định quyền lực của mình trên vùng biển mà họ coi là lợi ích cốt lõi. Điều này không chỉ khiến Việt Nam đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát Biển Đông, mà còn có thể dẫn đến các hệ lụy khó lường về chính trị và quân sự. Lựa chọn thứ hai là từ chối đề nghị của Trung Quốc. Việc từ chối có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh và toàn thế giới rằng Việt Nam không sẵn sàng đánh đổi chủ quyền và an ninh quốc gia để đổi lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn. Đây là cách khẳng định vị thế độc lập và kiên định của Việt Nam trong việc bảo vệ lãnh thổ dù phải đối mặt với sức ép lớn từ trung quốc tuy nhiên hậu quả của việc từ chối cũng không nhỏ trung quốc có thể trả đũa bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế hợp tác kinh tế và thậm chí gia tăng áp lực quân sự tại biển đông trong khi đó các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới cũng sẽ theo dõi từng bước đi của việt nam một quyết định từ chối có thể củng cố mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ, những quốc gia lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải chuẩn bị đối mặt với sự cô lập từ một đối tác kinh tế lớn như Trung Quốc. Sự lựa chọn này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Biển Đông mà còn định hình vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tình thế của Việt Nam hiện tại rất phức tạp. Quyết định giữa việc chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của Trung Quốc có thể ảnh hưởng sâu rộng đến quốc gia. Chấp nhận đề nghị. Có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn và cơ hội đầu tư, nhưng có nguy cơ mất kiểm soát về an ninh và chủ quyền quốc gia, đồng thời gây căng thẳng với các cường quốc khác. Từ chối đề nghị. Có thể bảo vệ chủ quyền và độc lập quốc gia, củng cố mối quan hệ với các đối tác quốc tế, nhưng cũng có thể đối mặt với áp lực kinh tế và chính trị từ Trung Quốc. Lựa chọn tốt nhất từ chối đề nghị của Trung Quốc có thể là phương án an toàn hơn về lâu dài, giúp duy trì sự độc lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia, mặc dù có thể đối mặt với khó khăn tạm thời từ Trung Quốc. Thưa quý vị, trong một thế giới luôn biến chuyển, nơi mỗi quyết định đều có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng, việc cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và giá trị lâu dài trở thành một thử thách vô cùng cam go. Phái đoàn Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đang phải đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt mà một khi đã được thực hiện sẽ không thể quay trở lại lời đề nghị của trung quốc về việc thuê cảng cam ranh không chỉ là một thách thức đối với mối quan hệ song phương giữa việt nam và trung quốc mà còn là một phép thử toàn diện cho sự độc lập và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của việt nam đây không phải là một tình huống bình thường mà là một điểm gãy trong lịch sử nơi mọi quyết định có thể trở thành bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai của cả hai quốc gia. Mối quan hệ Việt Trung đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Quyết định đồng ý với đề nghị của Trung Quốc có thể gây sóng gió dư luận, khiến Việt Nam bị nghi ngờ về khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trung Quốc với sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng, có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát khu vực chiến lược, đẩy Việt Nam vào một tình thế khó khăn chưa từng có sự hiện diện quân sự của trung quốc tại cam ranh không chỉ tác động sâu sắc đến việt nam mà còn thay đổi toàn bộ cục diện của biển đông nếu trung quốc kiểm soát cảng cam ranh họ sẽ có thể triển khai sức mạnh quân sự một cách nhanh chóng và hiệu quả đe dọa lợi ích của các quốc gia asean đặc biệt là việt nam Viễn cảnh đáng lo ngại là khi các tàu chiến khổng lồ của trung quốc được trang bị vũ khí hiện đại neo đậu tại cam ranh trung quốc có thể dễ dàng tiếp cận các tuyến đường hàng hải quan trọng tạo áp lực lên các nước láng giềng và phản ứng nhanh trước bất kỳ động thái nào từ các quốc gia khác ngược lại nếu việt nam từ chối lời đề nghị của trung quốc sẽ có những hậu quả sâu rộng khác quyết định từ chối có thể khẳng định sự kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng việt nam không dễ dàng đánh đổi lợi ích quốc gia vì bất kỳ lý do gì tuy nhiên từ chối cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với áp lực gia tăng từ trung quốc không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt ngoại giao trung quốc có thể áp dụng các biện pháp trả đũa như hạn chế hợp tác thương mại áp đặt các rào cản đầu tư hoặc gia tăng hoạt động quân sự tại biển đông Bối cảnh địa chính trị toàn khu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong khi Trung Quốc đang tìm cách củng cố vị thế của mình, các cường quốc khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ cũng sẽ không đứng yên. Quyết định của Việt Nam sẽ tạo ra những phản ứng dây chuyền trên trường quốc tế, từ việc các cường quốc điều chỉnh chiến lược đến việc các quốc gia ASEAN xem xét lại quan hệ và hợp tác trong khu vực. Việt Nam sẽ phải tìm cách cân bằng mối quan hệ giữa các cường quốc và duy trì sự ổn định phát triển trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tương lai của quan hệ việt trung và cục diện chính trị khu vực sẽ phụ thuộc vào các bước đi chiến lược trong thời gian tới quyết định mà tổng bí thư tô lâm và chính phủ việt nam đưa ra không chỉ là một bước đi trong cuộc chơi ngoại giao mà còn là một thử thách lớn với khả năng định hình lại toàn bộ tương lai của khu vực đông nam á sẽ là một câu chuyện hấp dẫn và kịch tính khi chúng ta chứng kiến các bước đi tiếp theo và sự phát triển của mối quan hệ giữa hai quốc gia. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc không chỉ đơn thuần là một sự kiện ngoại giao mà còn là một bước ngoặt, một thời điểm quan trọng trong quan hệ Việt Trung và cả khu vực Đông Nam Á. Lời đề nghị của Tập Cận Bình đã làm sáng tỏ tham vọng của Trung Quốc, đồng thời đặt Việt Nam vào một vị trí đầy thách thức trong một thế giới biến động mỗi quyết định đều có thể thay đổi cục diện. Và giờ đây, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tổng Bí thư Tô Lâm, người đang nắm giữ chìa khóa cho tương lai quan hệ Việt Trung và cả khu vực. Kể từ năm 1979, theo hiệp định được ký kết giữa nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Xô, Cảng Cam Ranh đã được sử dụng làm căn cứ hậu cần cho hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô, với diện tích khoảng 100 km vuông. Trong thời hạn 25 năm, Liên Xô đã xây dựng tại Cam Ranh nhiều cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm cầu tàu, bãi bảo trì tàu ngầm, kho chứa dầu, nhà máy điện và một trung tâm trinh sát điện tử hiện đại. Vào thời điểm cao nhất, năm 1986, quân số Liên Xô tại Cam Ranh lên đến 6.000 người, biến nơi này thành căn cứ hậu cần lớn nhất của Hải quân Liên Xô ở nước ngoài. Năm 2001, Việt Nam và Liên bang Nga đã nhất trí chấm dứt sớm thỏa thuận này. Sau khi Nga rút khỏi Cam Ranh vào năm 2002, Việt Nam tuyên bố sẽ không hợp tác với bất kỳ nước nào để sử dụng cảng này vào mục đích quân sự. Thay vào đó, Việt Nam sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng của Cam Ranh để phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo rằng Việt Nam sẽ tự xây dựng cảng Cam Ranh bằng nguồn lực của chính mình biến nơi này thành một trung tâm cảng dịch vụ tổng hợp. Việt Nam sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho tàu hải quân của tất cả các quốc gia, kể cả tàu ngầm theo cơ chế thị trường và không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại đây. Việc xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật tại Cam Ranh không chỉ có ý nghĩa lớn đối với quốc phòng an ninh mà còn góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và du lịch của khu vực này. Đây là minh chứng cho quan điểm nhất quán của Việt Nam về tương lai của cảng Cam Ranh phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương và đảm bảo quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Quyết định này đã được các chuyên gia quốc tế như giáo sư Carl Tier tại Học viện Quốc phòng Australia đánh giá cao. Coi đây là một chiến lược đối ngoại đa phương khéo léo của Việt Nam. Việc mở cửa cảng Cam Ranh cho các lực lượng hải quân nước ngoài là một bước đi chiến lược trong chính sách ngoại giao của Việt Nam giúp bù đắp chi phí cho các hoạt động dân sự và quân sự. Đồng thời cung cấp cơ hội để Việt Nam học hỏi và tiếp cận công nghệ đóng tàu hiện đại. Cam Ranh hoàn toàn có thể trở thành một trong những cảng dịch vụ hàng đầu trong khu vực trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh đầy thách thức hiện tại, chúng ta không thể không nhắc đến sự lãnh đạo vững vàng của Tổng bí thư Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang và Hạ Cạo, lãnh đạo cấp cao khác chính sự chỉ đạo quyết đoán và tầm nhìn chiến lược của các vị lãnh đạo này sẽ là kim chỉ nam dẫn dắt chắc chúng ta vượt qua những thử thách đang chờ đợi phía trước với sự thông thái và tinh thần trách nhiệm tổng bí thư tô lâm và đại tướng phan văn giang đang đối mặt với yêu cầu từ trung quốc một cách chín chắn và cân nhắc sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia kết hợp với khả năng lãnh đạo và quản lý khéo léo chắc chắn sẽ giúp việt nam đứng vững bất kỳ tình huống nào Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng của các lãnh đạo để đưa ra những quyết định sáng suốt, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Sự lãnh đạo sáng suốt và bản lĩnh của họ chính là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam vượt qua thử thách và xây dựng một tương lai tươi sáng, bền vững.